Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới, mang tới nguồn năng lượng vô tận, đồng thời chứa nguy cơ gây ra các thảm họa khủng khiếp cho nhân loại. Kể từ khi xây đập Tam Hiệp, khí hậu bất thường đã xảy ra hàng năm ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Thảm họa thường xuyên xảy ra, hàng triệu người chuyển cư mất đất canh tác, không có việc làm, không có tương lai, gây ra một cuộc khủng hoảng xã hội lớn. Việc kiểm soát đập Tam Hiệp tại Trung Quốc đang trở thành một thách thức khó khăn khi các hiện tượng khí tượng cực đoan ngày càng trở nên khủng khiếp. Liệu đập Tam Hiệp có phải quả bom nổ chậm trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đập thủy điện Tam Hiệp là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, không chỉ mang tới nguồn năng lượng vô tận mà còn bảo vệ hàng triệu người Trung Quốc khỏi lũ lụt từ sông Dương Tử. Thuần hóa dòng sông hoang dã Dương Tử hay Trường Giang là mơ ước của nhiều đời lãnh đạo Trung Quốc qua các thời kỳ. Năm 1931 là năm tồi tệ đối với Trung Quốc. Bão tuyết tràn vào đất liền, theo sau đó là băng tan và lốc xoáy xảy ra. Mực nước ở sông Dương Tử tăng lên 16 mét, cao hơn nhiều so với bình thường. Lũ lụt hoành hành tại khu vực Nam Kinh khiến gần 3,7 triệu người thiệt mạng. Năm 1954, thêm một trận lũ lụt ở Vũ Hán khiến 50.000 người thiệt mạng. Nhà nghiên cứu Hubertus Mill, Đại học Khoa học ứng dụng Leipzig cho biết, năm 1958, Mao Trạch Đông có một số cân nhắc ban đầu về việc xây một con đập trên sông Dương Tử, với mục đích thuần hóa con sông này ở đoạn chảy qua ba hẻm núi. Nhưng ý định này đã bị hủy bỏ do gặp vấn đề về chi phí xây dựng. Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Bắc Kinh từng đưa ra nhận xét trong một báo cáo về đập Tam Hiệp. Báo cáo nêu rõ, một số vấn đề của con đập đang ngày càng trở nên rõ ràng ngay từ khi lên kế hoạch. Giải pháp cho vấn đề này cần phải được tìm ra. Sau khi đập được đưa vào vận hành, một vài chuyên gia đã nhận ra nhưng do những hạn chế tại thời điểm đó nên họ không thể giải quyết một cách hiệu quả. Chúng ta cũng không lường trước được những vấn đề mới sẽ phát sinh bởi ưu tiên phát triển kinh tế. Đập thủy điện Tam Hiệp được thiết kế chủ yếu để kiểm soát lũ lụt, nhưng bây giờ nó chính xác là làm tăng nguy cơ lũ lụt. Cả thượng lưu và hạ lưu đều chịu áp lực rất lớn. Nếu không xả nước, thượng lưu sẽ bị ngập, xả nước thì hạ lưu bị ngập, kết quả là hai phía đều bị ảnh hưởng. Ông Phan Gia Tranh, người được mệnh danh là kiến trúc sư trưởng của đập Tam Hiệp, là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, khi về già có viết một quyển sách tựa là Giấc mộng Tam Hiệp. Ông kể, đã mơ một giấc mơ khủng khiếp, bị dẫn độ ra tòa án quốc tế về sinh thái môi trường. Tại đó ông bị thẩm vấn, bị buộc tội và cuối cùng bị tuyên án. Lời tuyên án ghi rõ, bị can Phan Gia Tranh bị khai trừ khỏi loài người, bị ném xuống ma đạo, dẫn đến địa ngục, phải chịu mọi cảnh đau đớn không nguôi. Là một chuyên gia hàng đầu về thủy lợi, ông Phan Gia Tranh biết rõ lợi hại của dự án Tam Hiệp. Ông đã liệt kê ra đến 20 điểm khuyến cáo coi là không phù hợp nếu xây dựng đập. Nhưng rồi, được sự giúp đỡ giáo dục sau đó, ông lại trở thành chuyên gia hàng đầu của dự án. Ông đã khuất phục trước áp lực chính trị. Công trình Tam Hiệp đã hoàn thành, hậu quả xấu đã nhãn tiền. Ông Phan mang một gánh nặng tinh thần và ông đã cho ra đời cuốn sách hy vọng làm vơi nhẹ phần nào cuốn Giấc mộng Tam Hiệp. Theo đó, mặc cho những thành công về kinh tế do con đập mang lại, lãnh đạo Trung Quốc cần tiếp tục hành động để giải quyết các vấn đề do việc xây dựng con đập gây ra. Đó là việc đáp ứng một cách thỏa đáng cho người dân tái định cư và bảo vệ môi trường trong khu vực, cũng như biện pháp phòng chống thiên tai. Trung Quốc muốn khắc phục những tác động tiêu cực của việc xây dựng đập đối với giao thông đường thủy và đối với việc cung cấp nước cho vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử, cũng như đối với việc phá hủy hệ sinh thái bằng những phương pháp cải tiến. Cũng trong một báo cáo về đập Tam Hiệp, các nhà nghiên cứu sinh vật học cho rằng vấn đề trên không phải là nguyên nhân duy nhất của vấn đề môi trường trong khu vực. Báo cáo chỉ rõ, có khoảng 500 triệu người sống trong khu vực lưu vực sông Dương Tử. Tuy nhiên, chất lượng nước ở đây tương đối kém. Vẫn có hàng nghìn đập trên toàn bộ khu vực lưu vực với lưu lượng vận chuyển lớn. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi đập Tam Hiệp không tồn tại, khu vực lưu vực này vẫn sẽ bị suy thoái nghiêm trọng từ góc nhìn sinh thái. Do đó, ảnh hưởng của đập Tam Hiệp là rất lớn, đơn giản là vì quy mô của nó. Tuy nhiên, dù cho con đập này có biến mất thì cũng không thể nào khiến con sông Dương Tử trở lại thành một hệ sinh thái lành mạnh như trước. Trong khi đó, các vị lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng quyết định thực hiện dự án Tam Hiệp không tin rằng có ai đó trên thế giới dám tấn công Tam Hiệp. Lý do, đầu tiên là đập Tam Hiệp được làm cực kỳ vững chắc, tên lửa của NATO không thể phá nổi. 2. Chiến tranh có thể dự liệu được. 3. Mọi người đều sợ chiến tranh cực đoan, đặc biệt là phương Tây. Nhưng đập Tam Hiệp có một số điểm yếu chết người. Nó khác với cấu trúc của nhiều đập trọng lực bê tông trên thế giới, với 26 ống dẫn nước của máy phát điện, cũng như nhiều ống xả lũ và ống xả cát được lắp đặt trong đập.
Đường kính của các ống thoát phải đủ lớn để bảo đảm công suất xả lũ là 110.000 m khối mỗi giây. Nói một cách hình tượng, đập Tam Hiệp giống như một miếng phô mai Hà Lan có nhiều lỗ, tính vững chắc kém. Ngoài ra, đập Tam Hiệp có 3 máng với độ sâu 55m và chiều rộng 34m, một cho thang máy nâng tàu và hai cho âu giữ tàu. 3 máng sâu này chỉ sử dụng một lớp thép tấm che đỡ. Một khi lớp thép tấm này bị nổ tung, nó có thể gây ra tác động tương tự như vỡ đập. Việc phá hủy lớp thép tấm này không cần bất kỳ vũ khí hạt nhân nào cả. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, hơn 10 tỷ mét khối nước hồ sẽ được xả trong một thời gian ngắn, hiển nhiên dẫn đến thảm họa, thiệt hại rất nghiêm trọng. Dự án thủy lợi Cát Châu, hệ thống đường sắt thành phố Nghi Sương, các khu vực phân lũ lụt của các thành phố Chi Thành, Bách Lý Châu, Kinh Châu ở hạ lưu đập sẽ bị nhấn chìm. Lưu lượng tối đa của đỉnh lũ do vỡ đập sẽ đạt từ 1 triệu đến 2 triệu 370.000 mét khối một giây và dòng lũ sẽ lao về hồ thủy lợi Cát Châu với tốc độ 100 km/h. Khi đó, lưu lượng dòng chảy vẫn cao 310 mét khối trên giây sẽ phá vỡ đập Cát Châu, nhấn chìm Nghi Sương, tốc độ lũ là 65 km/h. Sau từ 4 đến 5 giờ, mực nước của thành phố Nghi Sương sẽ cao tới 64 đến 71 mét so với mực nước biển. Độ cao trung bình của mặt đất ở thành phố Nghi Sương không đến 50 mét so với mực nước biển. Khi mực nước lũ ở thành phố Nghi Sương đạt từ 64 đến 71 mét so với mực nước biển, thì thành phố này đã chìm sâu 20 mét. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, cư dân của Nghi Sương ít có cơ hội thoát thân vì nửa giờ sau khi đập bị vỡ, nước lũ đã ập đến. Tổng dung lượng nước trữ của hồ chứa Tam Hiệp là 39,3 tỷ mét khối, nhưng tính toán ở trên là xem xét ở điều kiện không phải xấu nhất. Lượng nước hồ Tam Hiệp chứa 39,3 tỷ mét khối tương đương với lượng nước của sông Hoàng Hà trong một năm. Sẽ xảy ra thảm họa cấp nào nếu nước của dòng sông Hoàng Hà tích trữ một năm đổ ụp trong một khoảng thời gian ngắn? Mặt khác, khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp đối với các chiến lược gia quân sự luôn là chiến trường. Nơi đây cũng là nơi quan trọng nhất để binh lính đồn trú phục vụ. Theo dữ liệu từ năm 1988 đến năm 1989, các đơn vị đồn trú trong khu vực chiếm 100% các sư đoàn dù, 45% số quân đoàn, 28% sư đoàn bộ binh và 20% các sư đoàn thiết giáp. Khi đập Tam Hiệp bị vỡ, đội dự bị chiến lược của quân đội lập tức bị lũ đập Tam Hiệp nuốt chửng trước khi tham chiến. Hậu quả là không thể đo lường. Có người ví von, nền kinh tế Trung Quốc đại lục như cây cung và mũi tên. Cây cung kinh tế là khu vực ven biển, mũi tên là bình nguyên sông Dương Tử. Một khi vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử phải hứng chịu thảm họa vỡ đập Tam Hiệp, cung tên sẽ không còn. Những năm qua, tình hình mưa lũ liên tục làm mực nước ở hồ thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc vượt mức báo động, khiến nhiều người lo ngại con đập lớn nhất thế giới bị vỡ ngay trong năm nay. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đập Tam Hiệp xảy ra sự cố, các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, chịu tác động ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo giáo sư, tiến sĩ khoa học Phạm Hồng Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Hội đập lớn nhất thế giới, nguyên Chủ tịch Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam lúc bấy giờ cho biết, toàn bộ sông Dương Tử nằm ở lưu vực thuộc phạm vi của Trung Quốc, do đó sự cố trên con sông này không có tác động ảnh hưởng đến Việt Nam, khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Hồng Giang, chính phủ, cơ quan chức năng cần thường xuyên nhắc nhở cơ quan quản lý đập quan tâm đến sự bảo vệ an toàn của các đập nước. Chuyên gia Phạm Hồng Giang chia sẻ, Việt Nam là nước có số lượng đập nhiều, song phần lớn là các đập nhỏ, số đập lớn không nhiều và tập trung chủ yếu ở miền núi phía Bắc và miền Trung. Việc quan tâm đến các đập ở Việt Nam rất được chú ý. Tuy nhiên, Việt Nam không được lơ là trong vấn đề này. Chuyên gia nói, đối với các đập lớn, Việt Nam phải thường xuyên khoan trắc, kiểm tra theo đúng quy định. Điều này cần phải được quán triệt và thực hiện quyết liệt hơn, chủ động hơn để đảm bảo an toàn cho đập, tránh các nguy cơ, rủi ro xảy ra từ các sự cố đập. Đặc biệt, thượng nguồn sông Mekong, sông Đà, sông Hồng và sông Lô là những nơi Trung Quốc có xây đập thủy điện. Khi có lũ, mưa lớn ở phía Nam Trung Quốc thì Việt Nam phải chú ý bởi Trung Quốc có khả năng xả lũ đột ngột. Theo chuyên gia, Việt Nam cần hết sức chú ý, chủ động theo dõi, đưa ra các cảnh báo đối với thượng nguồn của các con sông có dòng chảy bắt nguồn từ Trung Quốc. Thưa quý vị, như vậy đập thủy điện Tam Hiệp được thiết kế chủ yếu để kiểm soát lũ lụt, nhưng bây giờ nó chính xác là làm tăng nguy cơ lũ lụt. Cả thượng lưu và hạ lưu đều chịu áp lực rất lớn, nếu không xả nước, thượng lưu sẽ bị ngập, xả nước thì hạ lưu bị ngập. Kết quả là hai phía đều bị ảnh hưởng, dẫn đến những nguy cơ tiềm tàng về đập Tam Hiệp không ngừng được tiết lộ. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.